Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin ngày 14 tháng 8 trên kênh Culture Channel. Vaccine COVID-19 sẽ là bắt buộc đối với các dịch vụ công cộng của liên bang, hầu hết những người đi bằng đường hàng không và đường sắt. Toàn bộ cộng đồng cư dân khu vực hồ Logan, tỉnh BC được lệnh rời khỏi nhà do cháy rừng, khi tỉnh báo cáo có hơn 700 ca nhiễm mới trong ngày. Hội đồng thị trưởng các thành phố lớn kêu gọi bằng chứng về hệ thống tiêm chủng khi Ontario chứng kiến 510 ca nhiễm COVID-19 mới. Alberta sẽ duy trì các biện pháp COVID-19 trong 6 tuần nữa. Canada cử lực lượng đến đóng cửa Đại sứ quán Canada ở Afghanistan. Theo các chuyên gia, thì bầu cử liên bang dự kiến tất cả là để giành lại một chính phủ đa số. Trung tâm mua sắm Sherway Gardens hiện đã an toàn và trong tình trạng khóa cửa sau vụ xả súng trơ trẽn giữa hai nhóm người. Bộ trưởng Di trú cho biết Canada đang trên đường đạt được mục tiêu nhập cư đầy ước vọng vào năm 2021. Taliban hiện kiểm soát một nửa thủ phủ các tỉnh của Afghanistan. Kẻ tấn công đã được xác định sau khi 5 người bị giết trong vụ xả súng hàng loạt hiếm hoi ở Anh. Một người mẹ Florida đã bị bắn chết bởi đứa con nhỏ mới biết đi trong lúc đang họp trên Zoom. Sài Gòn dự kiến sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9. Nhiều thành phố của Hoa Kỳ ban hành luật về bằng chứng tiêm chủng, COVID-19 tăng vọt ở Moscow và Tokyo. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, vaccine COVID-19 sẽ là bắt buộc đối với dịch vụ công liên bang và hầu hết những người đi bằng đường hàng không và đường sắt. Chính phủ liên bang dự định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 trong toàn bộ dịch vụ công liên bang và sẽ yêu cầu các hành khách trên các tàu thương mại, tàu hỏa và tàu du lịch phải được tiêm chủng đầy đủ không muộn hơn tháng 10. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Bộ trưởng các vấn đề liên chính phủ là ông Dominic LeBlanc và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Omar Alghabra cho biết họ hy vọng các tập đoàn Crown sở hữu bởi chính phủ và các cơ quan quản lý liên bang như Ngân hàng Canada và Bưu điện Canada sẽ làm theo. Các bộ trưởng cũng lưu ý rằng, ngoài hành khách, các nhân viên làm việc trong không gian vận chuyển hàng không, đường sắt và đường biển được liên bang quản lý cũng phải được tiêm chủng đầy đủ phòng chống virus. Bộ trưởng Alghabra nói rằng, chúng ta đã thấy COVID-19 đã tàn phá như thế nào đối với lĩnh vực giao thông vận tải và du lịch. Người dân Canada xứng đáng với cảm giác tự tin khi đi du lịch vì môi trường xung quanh họ an toàn. Chúng ta cần lấy lại niềm tin của công chúng vào du lịch. Ông cũng cho biết rằng, Ottawa sẽ làm việc chặt chẽ với các bên liên quan, các nhà điều hành và các đại lý chuyên đàm phán giá cả để xem xét và đo lường tình trạng thực tế của yêu cầu tiêm vaccine trong các lĩnh vực này vào mùa thu. Cho đến nay, các quyết định về việc chứng minh tình trạng tiêm chủng rằng liệu nó có nên bắt buộc hay không được chính phủ chuyển cho các tỉnh quyết định. Đầu tuần này, thì ông LeBlanc, ông Alghabra và Bộ trưởng nhập cư Marco Mendicino đã cung cấp thông tin cập nhật về kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine cho người dân Canada phục vụ cho việc du lịch quốc tế, trong đó thì lưu ý rằng một số mẫu tài liệu sẽ sẵn sàng vào mùa thu. Bộ trưởng Alghabra cũng chia sẻ thêm rằng các biện pháp hỗ trợ như xét nghiệm và sàng lọc nâng cao sẽ được thực hiện cho những người không thể tiêm chủng. Ông LeBlanc nói thêm rằng chính phủ đang cố gắng đi đầu làm gương với tư cách là nhà tuyển dụng lớn nhất của Canada và hy vọng động thái này sẽ khuyến khích các ngành công nghiệp khác làm điều tương tự. Tại tỉnh BC, toàn bộ cộng đồng cư dân khu vực hồ Logan ở tỉnh BC đã được lệnh rời đi do cháy rừng. Toàn bộ cộng đồng cư dân khu vực hồ Logan tỉnh BC thuộc miền Nam Interior đã được lệnh rời khỏi nhà ngay lập tức vào chiều thứ Năm do mối nguy hiểm xảy ra từ một đám cháy rừng gần đó. Lệnh này ảnh hưởng đến khoảng 2.000 cư dân và họ đã được thông báo rằng họ cần phải rời đi ngay lập tức. Trước đó, họ đã nhận được cảnh báo phải sơ tán. Người dân được thông báo rằng không có nhà nghỉ nào gần Ashcroft hoặc Merritt, vì vậy họ được yêu cầu đến Chilliwack cách đó hơn 2 giờ. Thế nhưng trận cháy rừng Tunkwa Creek đang bùng cháy gần đó. Trận cháy có diện tích 36.411 ha và hiện vẫn chưa thể kiểm soát được. Cơ quan phòng chống cháy rừng tỉnh BC cho biết họ đã tiến hành mồi lửa có kiểm soát vào thứ Tư ở sườn phía đông giữa vành đai lửa và đường Tunkwa Lake ở khu vực núi Savona. Đây là phương pháp dùng lửa để dập lửa trong hoạt động chữa cháy rừng. Vào tối thứ Tư, ngọn lửa đã thách thức đội cứu hỏa và gia tăng hoạt động cháy, dẫn đến tình trạng ngọn lửa thoát ra khỏi một số đường ngăn cháy ở các khu vực phía đông hồ Layton. Ngọn lửa đã phát triển đáng kể trong 24 giờ qua và lan rộng đáng kể về phía nam, khiến lệnh rời khỏi nhà ngay lập tức được ban hành. Cơ quan phòng chống cháy rừng tỉnh BC tiếp tục nỗ lực chữa cháy với các đội ở mặt đất, trang thiết bị hạng nặng và các nguồn lực trên không bao gồm máy bay trực thăng, tàu lướt nước và máy bay chữa cháy. Tình trạng khô, nóng đang xảy ra và gió giật được dự báo sẽ kéo dài trong 48 giờ tới. Ngoài ra, thì quận khu vực Thompson-Nicola đã ban hành lệnh rời khỏi đối với 10 ngôi nhà có địa chỉ như 8.240 đến 8.700 đường Old Meadow Creek và 7.753 đến 7.923 đường Tunkwa Lake và bất kỳ tài sản nào khác nằm trong khu vực. Tỉnh Ontario bắt buộc tiêm vaccine cho nhân viên y tế và bắt đầu tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường. Tỉnh Ontario dự kiến sẽ bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với các nhân viên y tế trong tỉnh và bắt đầu triển khai các mũi tiêm vaccine COVID-19 bổ sung, tức là tiêm liều thứ 3 cho các nhóm đối tượng, theo CTV News đưa tin. Một nguồn tin cho biết tỉnh cũng sẽ dừng bất kỳ hoạt động mở cửa nền kinh tế thêm nữa do số ca COVID-19 tiếp tục gia tăng trong tỉnh. Thông báo dự kiến sẽ được đưa ra vào thứ Ba từ cán bộ y tế của Bộ Y tế là tiến sĩ Karen Moore. Vaccine COVID-19 sẽ là bắt buộc cho các nhân viên bệnh viện và nhân viên chăm sóc dài hạn, điều mà cả hai ngành đã kêu gọi trong vài tuần qua. Các mũi tiêm bổ sung, tức là mũi tiêm thứ Ba của vaccine COVID-19, sẽ được tiêm cho những người cao tuổi, dễ bị tổn thương và người bị suy giảm miễn dịch. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ gần đây cũng đã phê duyệt mũi tiêm thứ Ba cho những người bị suy giảm miễn dịch. Tỉnh Ontario dự kiến sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về sức khỏe cộng đồng khi họ đạt được các mục tiêu tiêm chủng nhất định và nếu các chỉ số sức khỏe cộng đồng vẫn ổn định. Tỉnh đã báo cáo hơn 500 ca nhiễm COVID-19 mới liên tục trong 2 ngày qua, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 6. Hội đồng thị trưởng các thành phố lớn đã kêu gọi bằng chứng về hệ thống tiêm chủng khi tỉnh Ontario chứng kiến thêm 510 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày. Sở Y tế tỉnh nói rằng trong số các ca nhiễm mới thì có 368 ca, tức là khoảng 72% các ca nhiễm mới là ở những người chưa được tiêm chủng. Tổng số ca nhiễm mới hôm nay bao gồm 129 ca ở Toronto, 61 ở vùng Peel, 51 ở Hamilton, 41 ở Windsor, 33 ở vùng York và 26 ở vùng Halton. Theo tiến sĩ Peter Journey là giám đốc cơ quan cố vấn khoa học của tỉnh, cho biết vào hôm thứ Sáu rằng tỉnh Ontario hiện đang chứng kiến sự phát triển theo cấp số nhân của virus và mọi người cần hiểu rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Các thị trưởng đã kêu gọi bằng chứng về hệ thống tiêm chủng. Khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng, Hội đồng thị trưởng các thành phố lớn của tỉnh Ontario, gọi tắt là OBCM, một nhóm bao gồm các thị trưởng của 29 thành phố đơn lẻ và cấp thấp hơn với dân số 100.000 người trở lên, hôm nay đã kêu gọi các tỉnh nên thành lập hệ thống bằng chứng về tình trạng tiêm chủng vaccine COVID-19. Mặc dù đã kêu gọi tỉnh thành lập một hệ thống như vậy, các lãnh đạo này cho biết nó không nằm trong kế hoạch của chính phủ tỉnh bang. Tỉnh Quebec trong khi đó thì đã thiết lập một kế hoạch triển khai hộ chiếu vaccine sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng thị trưởng các thành phố lớn của tỉnh Ontario cho biết hệ thống hồ sơ tiêm chủng được chứng nhận đang giúp các doanh nghiệp và khu vực tổ chức sự kiện mở cửa một cách an toàn, đồng thời khuyến khích mọi người đi tiêm chủng. Phòng Thương mại Ontario, cơ quan khoa học của tỉnh và Liên đoàn các doanh nghiệp độc lập Canada cũng đang kêu gọi một hệ thống tương tự. Alberta duy trì các biện pháp COVID-19 trong 6 tuần nữa. Alberta đang tạm dừng việc dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 để theo dõi các ca nhiễm ngày càng tăng của biến thể Delta cho đến ngày 27 tháng 9. Giám đốc Sở Y tế Alberta là tiến sĩ Dina Hinshaw đã đưa ra thông báo trên vào sáng hôm thứ Sáu. Tất cả các hạn chế về sức khỏe cộng đồng đã được lên kế hoạch dỡ bỏ vào thứ Hai nhưng hiện sẽ được giữ nguyên trong 6 tuần nữa. Bà Hinshaw cho biết, nếu việc giám sát xác nhận kỳ vọng ban đầu của chúng tôi rằng sự gia tăng số ca bệnh sẽ không dẫn tới mức độ nhập viện cao và chúng tôi không thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng cho trẻ em, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện loạt thay đổi tiếp theo sau ngày 27 tháng 9. Nhiều người dân Alberta đã bày tỏ lo ngại về việc trẻ em trở lại lớp học vào tháng 9, đặc biệt là những trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine COVID-19. Tiến sĩ Hinshaw đã nhiều lần nói rằng trẻ em có nguy cơ thấp trong việc mắc các triệu chứng nghiêm trọng từ virus COVID-19. Dù vậy, bà vẫn lưu ý hôm thứ Sáu rằng đã có sự gia tăng các ca nhập viện là trẻ em ở một số bang của Hoa Kỳ, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn. Bà nói, cho đến nay, chúng tôi chưa thấy sự gia tăng ca nhiễm tương tự trong số các ca nhiễm nghiêm trọng ở thanh thiếu niên của Alberta. Kể từ ngày 1 tháng 7, chúng tôi chỉ có 7 ca nhập viện dưới 18 tuổi. Những người chỉ trích kế hoạch của tỉnh cũng chú ý đến số lượng giường chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em còn hạn chế của Alberta và lo ngại khả năng những người trẻ tuổi mắc các bệnh nghiêm trọng liên quan đến COVID-19 như hội chứng viêm đa hệ thống, viêm phổi COVID-19 nặng cũng như những ảnh hưởng COVID-19 kéo dài. Theo tin mới nhận thì các thay đổi đã được lên lịch có hiệu lực vào hôm thứ Hai sẽ bị trì hoãn cho đến ngày 27 tháng 9, bao gồm lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện công cộng, taxi và đi chung xe. Thứ hai là bắt buộc cách ly trong 10 ngày đối với những người có các triệu chứng COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm dương tính. Và thứ ba, xét nghiệm tại các trung tâm xét nghiệm cho bất kỳ cá nhân nào có triệu chứng. Tiến sĩ Hinshaw cho biết tỷ lệ nhập viện gia tăng đã vượt quá dự đoán hơn 60%. Số lượng bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện ở Alberta đã tăng từ 91 vào đầu tháng lên tới 146 theo các báo cáo dữ liệu hôm thứ Năm, và 36 ca nằm trong các đơn vị chăm sóc sức khỏe đặc biệt, là mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 6. Những thay đổi được đề xuất đã làm dấy lên những phản ứng dữ dội từ cộng đồng y tế của tỉnh và gây ra các cuộc biểu tình ở Calgary, Edmonton trong 2 tuần qua. Các chuyên gia y tế hoan nghênh thông tin này nhưng cảnh báo rằng sự đảo ngược tạm thời của chính phủ sẽ không thực sự làm chậm đi sự lây lan của COVID-19. Tiến sĩ Noel Chipney, đồng chủ tịch của Ủy ban ứng phó đại dịch của Hiệp hội Nhân viên Y tế khu vực Edmonton, cảnh báo rằng nếu số ca còn bệnh và số ca nhập viện tiếp tục tăng, có thể cần phải thay đổi thêm các biện pháp y tế công cộng. Hiện nay, Alberta là tỉnh bang có số ca còn nhiễm COVID-19 cao nhất ở Canada. MLHU hủy bỏ tính đủ điều kiện sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em 11 tuổi sinh năm 2009. Đơn vị y tế Middlesex London đã lùi lại quy định chưa đầy 24 giờ sau khi thông báo rằng họ sẽ mở rộng tính đủ điều kiện để sử dụng vaccine COVID-19 cho tất cả các trẻ em sinh năm 2009 và không chỉ những trẻ đã 12 tuổi. Đơn vị y tế này nói rằng họ sẽ không mở rộng tiêm chủng COVID-19 cho những trẻ chưa đủ 12 tuổi. Nhân viên y tế của MLHU, tiến sĩ Chris Mackie, giải thích rằng quyết định này là theo yêu cầu của tiến sĩ Kieran Moore, giám đốc Sở Y tế tỉnh. Ông Mackie giải thích, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng vẫn chưa chấp thuận việc tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi, mặc dù một số tỉnh đã tiến hành tiêm chủng cho trẻ em có ngày sinh bất kỳ trong năm 2009 hoặc sớm hơn. Hiện tại thì Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng vẫn chưa phê duyệt và trên cơ sở đó thì Giám đốc Y tế yêu cầu chúng tôi không tiếp tục thực hiện bất kỳ đợt tiêm chủng nào cho trẻ em dưới 12 tuổi, điều mà chúng tôi đã đồng ý thực hiện. Cơ quan Y tế Công Lambton đã tiêm chủng cho trẻ em bước sang tuổi 12 vào năm 2021 kể từ khi chính sách mở rộng về điều kiện tiêm chủng vào tháng 5. Tại thời điểm đó thì Giám đốc Sở Y tế của tỉnh vẫn còn là tiến sĩ David Williams. Bà Morse bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 26 tháng 6 sau khi tiến sĩ Williams nghỉ hưu. Đối với những đứa trẻ chưa đủ 12 tuổi được chủng ngừa trong khoảng thời gian ngắn mà MLHO đã từng cung cấp, ông Mackie nói rằng chúng tôi sẽ đợi đến sinh nhật lần thứ 12 trước khi những đứa trẻ này được tiêm mũi thứ 2 tại địa phương. Như vậy có thể sẽ tốt vì những đứa trẻ đó sẽ đủ tuổi khi vượt qua khoảng thời gian 28 ngày chờ đợi thông thường giữa các liều. Ông nói thêm, việc trì hoãn lần tiêm thứ 2 theo chúng tôi biết thực sự là tạo ra sự khác biệt tích cực về khả năng miễn dịch lâu dài. Vì vậy, bạn có thể trì hoãn việc đạt được khả năng miễn dịch trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì thực sự có lợi nếu bạn tách những mũi tiêm đó ra xa hơn. Theo tin mới nhận, đơn vị y tế Middlesex London, gọi tắt là MLHU, đã bổ sung thêm 17 ca nhiễm COVID-19 và 12 ca phục hồi để kết thúc tuần làm việc vào hôm thứ Sáu. Như vậy đã nâng tổng số ca lên 12.916 ca với 83 ca còn bệnh, 12.602 ca phục hồi và 231 ca tử vong. Các ca tử vong gần đây nhất được báo cáo vào ngày 30 tháng 7 liên quan đến một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một người đàn ông khác khoảng 60 tuổi. Trong tất cả các ca nhiễm được báo cáo kể từ ngày 1 tháng 7, đơn vị y tế cho biết 65,69% liên quan đến những người hoàn toàn không được tiêm chủng, trong khi 8,5%, tức là khoảng 26 ca, liên quan đến những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Số lượng các ca nhiễm các biến thể mới của virus COVID-19 đã được xác nhận là không thay đổi so với thứ năm là 3.663 ca. Cụ thể là 3.381 ca nhiễm biến thể Alpha B117, 156 ca biến thể Delta B16172, 120 ca nhiễm biến thể Gamma B1, 2 ca nhiễm biến thể Beta B1351, 1 ca nhiễm biến thể Kappa B16171 và 1 ca nhiễm biến thể Zeta B2. Tổng cộng đã có 11.673 ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận ở London kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi 382 ca ở trung tâm Middlesex và 336 ca ở Strathroy, Canada. Trung tâm Khoa học Y tế London cho biết, họ đang chăm sóc 6 bệnh nhân nội trú mắc bệnh COVID-19 với 5 hoặc ít hơn những bệnh nhân này nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Có ít hơn 5 nhân viên của Trung tâm Khoa học Y tế London đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tại cơ sở chăm sóc sức khỏe St. John's London, cơ quan này đã báo cáo có một ca nhiễm liên quan tới một bệnh nhân hoặc cư dân tại tòa nhà chăm sóc sức khỏe tâm thần của viện Parkwood nhưng không có liên quan tới một đợt bùng phát. MLHU cho biết một đợt bùng phát được tuyên bố vào ngày 30 tháng 7 tại trung tâm trẻ em Pond Mill đang diễn ra. Đơn vị y tế này cho biết thêm hiện có một ca liên quan đến trung tâm chăm sóc trẻ em. Về tình hình tiêm phòng và xét nghiệm, trong số những cư dân từ 12 tuổi trở lên, 81,4% đã tiêm ít nhất là một liều vaccine, trong khi 69,7% được tiêm chủng đầy đủ. Theo MLHU, tất cả các trường hợp tử vong được báo cáo trong khu vực kể từ ngày 1 tháng 7 đều liên quan tới những người hoàn toàn không được tiêm chủng. Chỉ một số cá nhân được tiêm chủng đầy đủ đã phải nhập viện kể từ ngày 1 tháng 7, chiếm 7,69% tổng số ca nhập viện. Tỷ lệ dương tính ở các đợt xét nghiệm trong khu vực là 1,3% trong tuần 1 của tháng 8, giảm từ 1,4% so với tuần 25 tháng 7. Đối với khu vực Elgin và Oxford, cơ quan y tế khu vực Tây Nam HPPH đã báo cáo có 6 ca nhiễm COVID-19 và 5 ca phục hồi vào hôm thứ Sáu, trong tổng cộng là 4.013 ca, với 27 ca còn bệnh, 3.902 ca phục hồi và 84 ca tử vong. Trong số 27 ca còn bệnh, có 9 ca nhiễm ở Woodstock và 7 ca ở St. Thomas. Theo SWPH, hiện không có ai nhập viện vì COVID-19. Số lượng ca nhiễm các biến thể mới đã tăng 1 ca lên 924 ca, với 766 ca, trong số đó được liệt kê là biến thể Alpha, 106 ca biến thể Delta, vừa mới tăng 1 ca, và 52 ca là nhiễm biến thể Beta. Không có ổ dịch đang hoạt động nào được báo cáo ở trong khu vực này. Tỷ lệ dương tính trong các cuộc xét nghiệm của khu vực là 1,4% trong tuần ngày 1 tháng 8 và không có thay đổi so với tuần của ngày 25 tháng 7. Tính đến ngày 11 tháng 8, SWPH cho biết có 79,1% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 68,1% đã tiêm 2 liều. Một số tiệm thuốc trong khu vực cũng đang tiếp tục cung cấp các mũi tiêm vaccine COVID-19. Tại khu vực Huron và Perth, vào hôm thứ Năm, Cơ quan Y tế Công cộng Huron-Perth, gọi tắt là HPPH, đã ghi nhận có 2 ca nhiễm COVID-19 mới và 3 ca phục hồi, dẫn đến tổng số ca của khu vực là 1.963 ca, với 15 ca còn bệnh, 1.891 ca đã phục hồi và 57 ca tử vong. Số ca nhiễm được xác nhận là có liên quan đến các biến thể mới không thay đổi là 363 ca. Trong số 15 ca còn bệnh, có 13 ca ở Bắc Perth, không có ai được liệt kê là nhập viện với COVID-19 tính đến thứ Năm. Có một đợt bùng phát cộng đồng đang hoạt động, nhưng HPPH không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nó. Cũng theo HPPH thì có một ca nhiễm COVID-19 được xác nhận liên quan đến một nhân viên chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ dương tính trong các đợt xét nghiệm của khu vực là 1,1% trong tuần ngày 1 tháng 8, tăng 0,3% so với tuần của ngày 25 tháng 7. Trong số những người từ 12 tuổi trở lên, 76,4% đã tiêm ít nhất một liều, trong khi 69,5% đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày thứ 5. Cập nhật tình hình Covid trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 13 tháng 8, Canada báo cáo có thêm 2.412 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca Covid-19 của Canada lên mức 1.449.851. Trong số đó thì có 16.046 ca còn bệnh. Số ca tử vong là 26.698. Cho đến nay đã có hơn 51,3 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trong số đó thì có hơn 27,3 triệu người hay là 71,7% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và 62,7% dân số đã được tiêm hai liều. Hơn 82,3% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 72% đã tiêm hai liều. Alberta báo cáo có thêm 582 ca nhiễm mới và 262 ca phục hồi. British Columbia có 717 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp có hơn 500 ca mới. Hơn một nửa trong số ca Covid-19 mới hàng ngày trong tỉnh nằm trong khu vực y tế Interior. Một trường hợp tử vong được ghi nhận vào hôm thứ Năm ở khu vực Interior, nhưng các khu vực khác cũng đang chứng kiến sự gia tăng về các ca nhiễm mới. Bộ Y tế Interior cho biết nên tránh các chuyến du lịch không cần thiết đến và đi từ trung tâm Okanagan do đợt bùng phát Covid-19. Tỉnh Quebec báo cáo có 426 ca mới và 217 ca phục hồi. New Brunswick có 19 ca mới và 3 ca phục hồi. Nova Scotia có 2 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh lên 26 ca. Manitoba có 25 ca mới và 1 ca tử vong. Saskatchewan có 125 ca mới và 22 ca phục hồi. Newfoundland và Labrador có 4 ca mới và 2 ca phục hồi. Prince Edward Island có 2 ca mới và 1 ca phục hồi. Canada cử lực lượng đến đóng cửa Đại sứ quán Canada ở Afghanistan. Theo một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch, các lực lượng đặc biệt của Canada sẽ triển khai đến Afghanistan, nơi các nhân viên Đại sứ quán Canada ở Kabul sẽ được rời đi trước khi đóng cửa. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết có bao nhiêu lực lượng đặc biệt sẽ được cử đi. Các tài liệu nhạy cảm đang bị thiêu hủy trước khi nơi này được thu dọn. Chỉ vài tuần trước khi Hoa Kỳ dự kiến kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan, chính quyền Tổng thống Biden cũng đang gấp rút triển khai thêm 3.000 quân đến sân bay Kabul để giúp sơ tán một phần Đại sứ quán Hoa Kỳ. Các động thái này cho thấy rõ tốc độ đáng kinh ngạc của việc Taliban tiếp quản phần lớn đất nước, bao gồm cả việc họ chiếm Kandahar vào thứ Năm, thành phố lớn thứ hai và là nơi khai sinh phong trào Taliban. Anh Quốc cũng cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ gửi khoảng 600 binh sĩ đến Afghanistan để giúp các công dân Vương quốc Anh rời khỏi đất nước trong bối cảnh lo ngại về tình hình an ninh ngày càng gia tăng. Và các nhà lập pháp Đan Mạch đã đồng ý giúp 45 công dân Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Đan Mạch ở Afghanistan rời khỏi và cung cấp cho họ cư trú tại quốc gia châu Âu trong 2 năm. Khoảng 40.000 binh sĩ Canada đã được triển khai ở Afghanistan trong 13 năm, như một phần của sứ mệnh NATO là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trước khi rút quân vào năm 2014. Chuyến máy bay đầu tiên chở những người tị nạn Afghanistan hỗ trợ sứ mệnh quân sự Canada tại Afghanistan đã đến Canada vào đầu tháng này. Chính phủ Canada tháng trước đã công bố một chương trình đặc biệt nhằm tái định cư khẩn cấp những người Afghanistan được coi là không thể thiếu đối với sứ mệnh của lực lượng quân đội Canada, bao gồm phiên dịch viên, đầu bếp, lái xe, dọn dẹp, công nhân xây dựng, nhân viên bảo vệ và nhân viên đại sứ quán, cũng như các thành viên của gia đình họ. Hạ sĩ đã nghỉ hưu là ông Tim Laidler, người từng là một trong nhiều cựu binh Canada làm việc để giúp các cựu thông dịch viên và gia đình của họ đến Canada, và hôm thứ Năm đã bày tỏ lo ngại về thông tin đại sứ quán có thể đóng cửa. Ông Laidler, người hiện đứng đầu Viện Giáo dục Cựu Chiến binh và chuyển tiếp tại Đại học British Columbia, cho biết, ông biết hàng trăm người Afghanistan bị mắc kẹt ở Kabul, những người đã làm việc với Canada và đã nộp đơn xin giúp đỡ, hiện đang tuyệt vọng và mong thoát khỏi Taliban. Ông Laidler bày tỏ lo ngại rằng Canada theo ông nói là sẽ chấm dứt và bỏ chạy khỏi Afghanistan, bỏ lại các phiên dịch viên và gia đình của họ. Văn phòng Bộ trưởng nhập cư ông Marco Mendicino đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi vào tối thứ Năm. Bà Sierra Trudeau, phát ngôn viên của Cơ quan các vấn đề toàn cầu của Canada, Global Affairs, nói rằng Canada đang theo dõi tình hình diễn biến ở Afghanistan liên tục, nhưng vì lý do an ninh nên không thể bình luận các vấn đề liên quan đến các hoạt động cụ thể của phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài. Bà nói thêm rằng Canada tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế về việc lập kế hoạch dự phòng, bao gồm cả hoạt động liên tục triển khai các biện pháp nhập cư đặc biệt. An ninh của Đại sứ quán Canada và sự an toàn của nhân viên ở Kabul là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ Canada cho biết hơn 800 người Afghanistan ủng hộ sứ mệnh của nước này đã được tái định cư ở Canada trong thập kỷ qua, nhưng thừa nhận rằng nhiều người khác vẫn ở Afghanistan. Taliban, tổ chức này đã cai trị đất nước từ năm 1996 cho đến khi các lực lượng Hoa Kỳ tiến vào Afghanistan sau vụ tấn công 11 tháng 9. Đã chiếm 12 trong số 34 thủ phủ cấp tỉnh của Afghanistan trong cuộc truy quét kéo dài một tuần, qua đó đã đưa tổ chức này quyền lực kiểm soát khoảng 2/3 của đất nước. Bầu cử liên bang dự kiến tất cả là để giành lại một chính phủ đa số theo các chuyên gia. Với một cuộc bầu cử liên bang dự kiến sắp diễn ra, nhiều người dân Canada có thể đặt ra câu hỏi về thời điểm khi đất nước phải vật lộn với làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19. Theo các chuyên gia, Thủ tướng Justin Trudeau có vị thế tốt để giành lại đa số ghế và đó có thể là yếu tố thúc đẩy việc kêu gọi một cuộc bầu cử ngay bây giờ. Nhưng họ nói rằng Thủ tướng cần thúc đẩy người dân Canada bỏ phiếu trong thời kỳ đại dịch, nếu không, ông có thể mạo hiểm với cơ hội của mình. Hiện các nguồn tin đang dự kiến ngày bầu cử sẽ là ngày 20 tháng 9. Theo ông Daryl Bricker là giám đốc điều hành của Ipsos Public Affairs cho biết, sau khi Thủ tướng Trudeau được toàn quyền Mary Simon chấp thuận giải tán Quốc hội và chính phủ thiểu số của ông Trudeau phải trình bày với cử tri lý do chính đáng để bỏ phiếu trong làn sóng thứ tư của đại dịch đang diễn ra nhằm bảo đảm số ghế đa số. Ông nói đây là cơ hội tốt nhất kể từ năm 2015 mà họ phải thực sự lấy lại đa số, vì vậy bạn có thể thấy động lực là gì. Được bầu lần đầu tiên với đa số ghế vào năm 2015, Thủ tướng Trudeau đã mất quyền nắm giữ và bị hạ xuống thiểu số trong một cuộc bầu cử liên bang vào năm 2019. Trong suốt đại dịch thì chính phủ thiểu số của Thủ tướng Trudeau đã dựa vào sự hỗ trợ của ít nhất một đảng liên bang khác, thường là đảng NDP, để thông qua luật. Đảng Tự do đã tăng mức nợ kỷ lục khi họ chi mạnh tay để bảo vệ các cá nhân và doanh nghiệp khỏi COVID-19. Họ có kế hoạch bơm thêm 100 tỷ đô la, tức là từ 3 đến 4% GDP vào nền kinh tế trong vòng 3 năm tới. Các đối thủ chính của Thủ tướng Trudeau là đảng bảo thủ đã nói rằng các thế hệ tương lai sẽ mắc nợ do chi tiêu quá mức của ông. Đảng Tự do thì đã thừa nhận một cuộc bầu cử bây giờ sẽ là một canh bạc, vì không bảo đảm được đa số, nhưng một cuộc khảo sát của Abacus vào thứ Năm cho thấy đảng Tự do được ủng hộ ở mức 37% và đảng bảo thủ là 28%. Cuộc thăm dò trực tuyến với 3.000 người được thực hiện từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 cho thấy Thủ tướng Trudeau có thể giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Đảng Tự do hiện nắm giữ 155 trong số 338 ghế. Tại Regina, Saskatchewan hôm thứ Sáu, Phó Thủ tướng Chrystia Freeland nói với các phóng viên rằng chính phủ của bà biết rằng họ đang ở vị trí thiểu số và đã sẵn sàng cho một cuộc bầu cử bất kỳ lúc nào. Bà nói thêm rằng đó là thực tế của nền dân chủ nghị viện và là thiểu số trong nghị viện. Một cuộc bầu cử trong làn sóng thứ tư. Hôm thứ Năm thì tiến sĩ Theresa Tam xác nhận rằng Canada hiện đang trong làn sóng thứ tư, được thúc đẩy bởi biến thể Delta. Trung bình thì có hơn 1.500 ca nhiễm mới được báo cáo hàng ngày, với phần lớn trong số họ được báo cáo trong độ tuổi từ 20 đến 39. Biến thể Delta đang làm gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới và là dạng đột biến chiếm ưu thế của virus. Hầu hết các ca nhiễm và nhập viện liên quan đến những người không được tiêm chủng đầy đủ, bà Tam cho biết. Tuần trước thì bà nói rằng bà tự tin mọi người sẽ có thể bỏ phiếu một cách an toàn. Bà cho biết thêm, các quy trình an toàn có thể được áp dụng để giảm thiểu rủi ro khi bỏ phiếu trực tiếp như đã thực hiện trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh gần đây. Bà nói thêm rằng, tỷ lệ tiêm chủng của Canada hiện là 82% dân số đã được tiêm chủng một liều và 71% đã được tiêm chủng đầy đủ, giúp tăng cường bảo vệ. Trưởng Bộ phận Bầu cử của Canada cũng cho biết Tổ chức Bầu cử Canada có kế hoạch bảo đảm một cuộc bầu cử có thể được tiến hành an toàn và tạo ra kết quả đáng tin cậy. Dự kiến có tới 5 triệu lá phiếu gửi qua thư nếu một cuộc bầu cử xảy ra và kết quả cuối cùng có thể không được biết trong vài ngày. Một phát ngôn viên của Tổ chức Bầu cử Canada nói rằng cuộc bầu cử liên bang tiếp theo dự kiến sẽ tiêu tốn 610 triệu đô la, tức là cao hơn 108 triệu đô la so với cuộc bầu cử liên bang gần nhất. Trung tâm mua sắm Sherway Gardens hiện đã an toàn trong tình trạng khóa cửa sau vụ xả súng ngang nhiên giữa hai nhóm người. Trung tâm mua sắm Sherway Gardens ở Etobicoke đã được lệnh rời khỏi ngay lập tức sau khi các phát súng nổ ra giữa hai nhóm người mà các cảnh sát viên mô tả là một cuộc tranh chấp và xung đột về thể xác. Cảnh sát Toronto đã phản ứng với vụ việc chỉ sau 2 giờ 30 chiều và cho biết trung tâm mua sắm nằm ở 25 The Westmore, do đó đã bị khóa cửa. Các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và được yêu cầu rời khỏi trung tâm mua sắm ngay lập tức. Cảnh sát trưởng James Rammer cho biết có hai nhóm, một nhóm gồm 4 người và một nhóm khác gồm 6 người đã xảy ra tranh cãi và một số phát súng đã được bắn ra mà cảnh sát tin rằng bởi một kẻ xả súng. Không có thương tích nào được báo cáo, nhưng ông Rammer nói rằng có thể có người bị thương trong cuộc hỗn chiến giữa các nhóm nghi phạm. Tại một thời điểm, một số người bị mắc kẹt bên trong trung tâm mua sắm trong khi các thành viên của lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp cảnh sát Toronto và các đơn vị chiến thuật của cảnh sát vùng Peel khám xét cơ sở để tìm các nghi phạm. Cảnh sát trưởng nói, thật là ngang nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thực hiện bắt giữ nghi phạm. Người phát ngôn Megan Gray cho biết trung tâm mua sắm đã được coi là an toàn và các cảnh sát đang làm việc để đưa những người ở bên trong ra ngoài an toàn. Cô nói rằng các sĩ quan có thông tin về nghi phạm và có video giám sát rất rõ, nhưng sẽ không tiết lộ cho công chúng. Cô nói, chúng tôi đang tích cực theo đuổi điều đó. Nhân chứng đã mô tả một cảnh tượng kinh hoàng khi những phát súng nổ ra, khách hàng khiếp sợ chạy để tìm nơi ẩn an toàn. Cadillac Fairview cho biết Sherway Gardens Mall đóng cửa cho đến hết buổi tối. Bộ trưởng Di trú cho biết Canada đang trên đà đạt mục tiêu nhập cư để ước vọng vào năm 2021. Vào hôm thứ Sáu, thì Bộ trưởng Di trú Canada ông Marco Mendicino cho biết Canada đang trên đà đạt được mục tiêu có 401.000 thường trú nhân mới trong năm nay sau khi bổ sung con số kỷ lục vào tháng 6 và tháng 7. Ông cho biết thêm Canada ước tính có 39.500 thường trú nhân mới vào tháng 7, một con số chưa được công bố chính thức. Trước đó vào tháng 6 thì Canada cũng nhận thêm 35.700 thường trú nhân mới. Do đó đã nâng tổng số hồ sơ nhập cư mới của năm 2021 lên hơn 184.000. Lần cuối cùng Canada thu hút hơn 400.000 người trong một năm là vào đầu những năm 1900. Chính phủ cho biết họ hy vọng sẽ có thể nhận thêm 411.000 thường trú nhân mới vào năm tới. Với việc các biên giới bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, số lượng thường trú nhân mới đã giảm xuống còn 185.000 người vào năm 2020, đã giảm từ 341.000 người vào năm 2019. Canada đã tăng cường hỗ trợ nhập cư bằng cách dựa vào các chương trình cho phép các cư dân tạm thời đã ở trong nước có được tư cách thường trú nhân dễ dàng hơn để đáp ứng các mục tiêu nhập cư của Canada. Ông Mendicino nói, bằng cách cấp cho họ tình trạng thường trú, họ sẽ hòa nhập sâu hơn vào cộng đồng của mình. Đó là phương pháp mà chúng tôi đã dùng để giúp giải quyết phục hồi kinh tế trong thời gian ngắn. Với phương pháp mà chúng tôi đang tăng tốc các hồ sơ nhập cư và đồng thời giúp giải quyết áp lực vào nhân khẩu trong thời gian dài. Chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau đã dựa vào nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế Canada kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2015. Chính phủ của ông đã đặt mục tiêu hàng năm là khoảng 1% dân số là người nhập cư trong tổng số gần 38 triệu người của đất nước Canada. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Chúng tôi xin kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, comment và share video. Rất cảm ơn quý vị. Theo sau bản tin Canada là một số tin tức thế giới đáng chú ý với nội dung chính sau đây. Taliban hiện kiểm soát một nửa thủ phủ các tỉnh của Afghanistan. Kẻ tấn công được xác định sau khi 5 người bị giết trong vụ xả súng hàng loạt hiếm gặp ở Anh. Dự báo tăng trưởng của Trung Quốc giảm khi biến thể Delta lan rộng ở khắp cả nước. Việt Nam tiếp tục nhập về hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca. Sài Gòn dự kiến sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9. Cập nhật tình hình Covid-19 tại Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Taliban đã chiếm Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan và một số thủ phủ của các tỉnh khác. Nhóm nổi dậy đã tăng tốc tiến công nhanh chóng về phía thủ đô Kabul. Thành viên Quốc hội Afghanistan Gul Ahmad Khamenei nói rằng Kandahar đã bị nắm giữ. Thành phố Kandahar nằm ở phía nam của đất nước đã bị Taliban bao vây trong nhiều tuần và nhiều nhà quan sát coi sự sụp đổ đó đánh dấu bước đầu của sự kết thúc của chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Sau đó vào hôm thứ Sáu thì các chiến binh đã kiểm soát một số các thành phố khác. Theo phân tích của CNN thì họ kiểm soát khoảng 17 trong số 34 thủ phủ cấp tỉnh của Afghanistan. Tất cả đều đã bị đánh chiếm trong tuần trước. Nhóm này đã giành được lãnh thổ ở phía bắc của đất nước, nơi có truyền thống là thanh trì chống Taliban. Taliban hiện kiểm soát các thị trấn và vùng lãnh thổ trong phạm vi 100 km, tức là khoảng 62 dặm từ Kabul, bao gồm cả thủ phủ từ Logan. Khamenei cho biết ông và nhiều người khác đã đến một căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế của thành phố và đang chờ một chuyến bay để ra khỏi đất nước. Nhiều binh sĩ của chính phủ đã đầu hàng và những người còn lại thì bỏ chạy, Khamenei nói. Kandahar nằm trên giao lộ của 3 đường cao tốc chính, có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt và trước đây là một trung tâm chính cho các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ. Chiếm giữ thành phố này đánh dấu sự thành công đáng kể nhất cho Taliban. Kẻ tấn công được xác định sau khi 5 người bị giết trong vụ xả súng hàng loạt hiếm hoi ở Anh. Ít nhất đã có 5 người thiệt mạng và một nghi phạm được tìm thấy đã chết sau vụ xả súng hàng loạt diễn ra ở Plymouth, Tây Nam của nước Anh. Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất của nước Anh trong hơn một thập kỷ. Các sĩ quan và nhân viên xe cứu thương đã được gọi đến để ứng phó với một sự cố nổ súng nghiêm trọng ở Biddit Drive trong khu vực Keyham của Plymouth vào khoảng 6 giờ 10 phút chiều giờ địa phương. Theo cảnh sát cho biết thì một người phụ nữ và một em gái, 2 người đàn ông đã chết tại hiện trường. Một phụ nữ khác được điều trị vết thương do trúng đạn tại hiện trường và đã thiệt mạng một thời gian sau đó tại bệnh viện. Cảnh sát đã cho biết tên của kẻ xả súng là Jake Davison, 22 tuổi. Tại một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng của khu vực Devon và Cornwall, ông Sean Sawyer đã mô tả vụ xả súng lan rộng khắp nhiều địa điểm gây kinh hoàng cho nhiều người ở thành phố biển. Đầu tiên, Davison đã đến một địa chỉ trên đường Biddit Drive ở Keyham. Tại đó thì anh đã giết chết một người phụ nữ mà anh biết, sau đó anh ta bắn chết một em gái và sau đó là một người họ hàng nam của đứa trẻ. Những vụ xả súng giết người hàng loạt cực kỳ hiếm ở Vương quốc Anh. Một vụ thảm sát tại một trường học ở Scotland vào năm 1996 đã khiến cho chính phủ Anh thắt chặt luật về súng ống và cấm hầu hết tư nhân sở hữu súng. Vụ việc hôm thứ Năm là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ năm 2010. Khi đó đã xảy ra một vụ xả súng ở Cumbria, miền Bắc của nước Anh, cướp đi sinh mạng của 12 người. Người dân ở Anh được phép đăng ký giấy phép để sở hữu một khẩu súng ngắn hoặc súng trường thể thao. Kẻ tấn công là chủ sở hữu súng được cấp phép. Thưa quý vị, một bi kịch rất là thương tâm. Một người mẹ Florida trẻ bị bắn chết bởi đứa con nhỏ mới biết đi của mình trong lúc đang họp trên Zoom. Cảnh sát địa phương cho biết một đứa trẻ mới biết đi ở Altamonte Springs, Florida đã bắn chết mẹ của bé sau khi cầm trên tay một khẩu súng được nạp đạn không an toàn. Người phụ nữ 21 tuổi được xác định là Shameya Lin đang tham gia một cuộc gọi công việc trên Zoom vào thời điểm đó và những người khác đang trong cuộc họp trên Zoom đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Linh đang tham gia cuộc gọi hội nghị Zoom hôm thứ Tư thì một tiếng nổ lớn vang lên. Theo cảnh sát Altamonte Springs, Linh đã ngã ngửa trên ghế và một đứa trẻ mới biết đi đứng ở phía sau. Khi Linh không bao giờ quay lại cuộc gọi Zoom nữa thì một người tham gia cuộc họp đã gọi cho 911. Các nhân viên và nhân viên y tế đã cố gắng hết sức để hỗ trợ cho Linh, nhưng cô được tìm thấy với một vết thương chí mạng ở đầu. Thông báo của cảnh sát cho biết, các nhà điều tra xác định rằng vết thương là do một đứa trẻ mới biết đi, tìm thấy một khẩu súng lục đã nạp đạn, được người lớn để trong căn hộ không an toàn. trong khi cảnh sát không làm rõ mối quan hệ giữa đứa trẻ và người lớn. Nhưng Wash, chi nhánh của NBC đã báo cáo rằng nạn nhân là mẹ của đứa trẻ. Wash cũng cho biết khẩu súng thuộc về cha của đứa trẻ, người cũng sống trong nhà. Đứa trẻ mới biết đi đã bắn súng là một trong hai đứa con nhỏ của Linh và người đàn ông này, và cả hai đứa trẻ đều không bị thương trong vụ việc. Hiện cả hai đứa bé đều được người thân chăm sóc. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và các thám tử đang cố gắng xem xét liệu có bất kỳ cáo buộc nào đối với người đàn ông sở hữu khẩu súng hay không. Nếu bạn sở hữu một khẩu súng, vui lòng khóa và bảo mật nó. Đó là lời cảnh báo của cảnh sát địa phương. Những sự cố như thế này có thể tránh được, theo cảnh sát nói. Chuyển sang một số tin liên quan đến COVID-19. Dự báo tăng trưởng của Trung Quốc đã giảm khi biến thể Delta lan rộng khắp cả nước. Đợt bùng phát coronavirus tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong một năm khiến các nhà chức trách phải thực hiện các biện pháp mạnh để dập tắt các ca nhiễm mới. Nhưng trong khi khóa cửa các thành phố, hủy chuyến bay và đình chỉ thương mại có thể kiểm soát virus trở lại, những hành động đó có nguy cơ làm đình trệ sự phục hồi kinh tế vốn đã bấp bênh. Trung Quốc bắt đầu chật vật khi biến thể Delta càn quét vào cuối tháng 7, nhanh chóng lan rộng đến hơn một nửa trong số 34 tỉnh và khu vực và dẫn đến hơn 1.000 ca được xác nhận. Trong khi số ca mắc vẫn còn nhỏ so với sự gia tăng gần đây của các ca nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ và châu Âu, Trung Quốc đã tích cực hồi sinh chiến lược Zero Covid của mình. Nước này đã cách ly một số thành phố, đóng cửa các địa điểm giải trí, hủy bỏ các chuyến bay và triển khai xét nghiệm hàng loạt. Các biện pháp chưa từng thấy ở quy mô lớn như thế này kể từ đầu đại dịch năm ngoái. Một số hoạt động buôn bán tại một cảng container lớn gần Thượng Hải thậm chí đã bị đình chỉ trong tuần này sau khi một công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Những động thái quyết liệt đó đã khiến một số nhà kinh tế cắt giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo GDP của Trung Quốc chỉ tăng 2,3% trong quý 3 so với quý trước, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 5,8% mà họ dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm dự đoán trong quý thứ ba, các nhà phân tích của Goldman Sachs vẫn kỳ vọng sự phục hồi lớn vẫn còn nguyên vẹn trong năm nay. Trong cả năm 2021, họ kỳ vọng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,3%, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 8,6%. Thứ hai tuần sau, Bắc Kinh dự kiến sẽ công bố thêm thông tin về sự phục hồi kinh tế, bao gồm hoạt động tiêu dùng, sản xuất, công nghiệp và đầu tư. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với lạm phát gia tăng và rủi ro nợ ngày càng cao. Chỉ số giá sản xuất, đo giá vốn hàng bán cho các doanh nghiệp đã tăng 9% trong tháng 7 so với một năm trước đó, là mức cao nhất trong gần 13 năm được chứng kiến vào tháng 5. Các khoản vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp của Trung Quốc đã tăng lên 62,59 tỷ nhân dân tệ, tức là 9,7 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2021, là mức cao nhất trong cùng kỳ được ghi nhận. 27 người trên du thuyền Carnival xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo Ủy ban Du lịch Belize, 27 người trên du thuyền Carnival đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngay trước khi con tàu dừng lại ở thành phố Belize trong tuần này. Ủy ban này cũng cho biết thêm các ca dương tính nằm trong số 26 thành viên thủy thủ đoàn và một hành khách trên tàu Carnival Vista, chở hơn 1.400 thủy thủ đoàn và gần 3.000 hành khách. Con tàu đến thành phố Belize hôm thứ Tư. Tất cả 27 người đều đã được tiêm phòng, có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và đang được cách ly, theo tuyên bố. Cơ quan quản lý du lịch cho biết 99,98% thủy thủ đoàn đã được tiêm phòng, cũng như 96,5% hành khách trên tàu. Tuần trước thì họ đã thông báo rằng có những ca dương tính trên tàu, nhưng hãng tàu không đưa ra con số cụ thể. Con tàu đã rời đi từ Galveston, bang Texas. Du thuyền Carnival yêu cầu hành khách phải tiêm phòng, mặc dù có những trường hợp ngoại lệ đối với trẻ em và những người có vấn đề về y tế. Hãng tàu cho biết trong một tuyên bố ngày 4 tháng 8 rằng hành khách phải đeo khẩu trang ở một số khu vực trong nhà và cung cấp xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày kể từ khi lên đường để tham gia các chuyến hải trình bắt đầu từ ngày 14 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết họ đã điều tra tàu Carnival Vista và con tàu vẫn đang được quan sát. Việt Nam tiếp tục nhập về hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca. Sáng ngày 13 tháng 8 giờ Việt Nam đã có hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca về tới thành phố Sài Gòn, nâng tổng số vaccine hiện có lên tới gần 20 triệu liều. Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thì lô vaccine này đã được thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lạnh của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, gọi tắt là VNVC, và sẽ được chuyển giao ngay sau khi VNVC hoàn tất thủ tục. Đây là lô vaccine thứ 8 trong hợp đồng cung ứng 30 triệu liều giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Đại diện của VNVC cũng tiết lộ hiện đang trong quá trình đàm phán với nhiều hãng vaccine trên thế giới để thu mua thêm các loại vaccine phòng ngừa COVID-19 khác. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 19 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại và được cung ứng từ 3 nguồn là hợp đồng của VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ giữa các chính phủ của các nước, gồm 11,5 triệu liều AstraZeneca, 12.000 liều Sputnik V, 746.000 liều Pfizer và hơn 5 triệu liều Moderna và 1,5 triệu liều Sinopharm. Tính đến ngày 12 tháng 8, cả nước đã tiêm chủng hơn 12 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19 các loại, trong đó tiêm một mũi là 11.006.121 người, tiêm mũi 2 là 1.092.700 người. Sài Gòn dự kiến tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9. Sáng ngày 13 tháng 8, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố, đã chủ trì một buổi họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo ông Mãi, Sài Gòn đặt ra mục tiêu đến ngày 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể. Theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ, thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát dịch bệnh theo hướng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và dự kiến sẽ chính thức công bố trong 2 ngày tới. Theo những gì được đề cập trong buổi họp báo, từ đây đến 30 tháng 8, thành phố sẽ sàng lọc đánh giá địa bàn và xác định các vùng xanh, vùng đỏ và từ đó áp dụng các biện pháp giãn cách cho phù hợp. Ông cũng cho biết thêm, kể cả các nước như là Mỹ, Ấn Độ và nhiều nước khác, khi đại dịch lên tới đỉnh điểm thì việc kiểm soát hoàn toàn dịch cũng mất rất nhiều thời gian, có nơi khoảng 4 đến 5 tháng mới thực hiện được. Trước đó, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đã có văn bản tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Và tiếp theo là một số cập nhật về tình hình Covid tại Việt Nam và trên thế giới. Tình hình Covid tại Việt Nam. Tối ngày 13 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận có 9.180 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 9.150 ca ghi nhận ở trong nước tại 39 tỉnh, thành phố. Số ca mắc Covid-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại những nơi sau đây. Sài Gòn có 3.531 ca, Bình Dương 2.816 ca, Đồng Nai 808 ca, Long An 623 ca, Khánh Hòa 243 ca, Đồng Tháp 152 ca, Cần Thơ 142 ca và Trà Vinh 140 ca. Như vậy, trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước đã giảm 503 ca. Trong đó, Sài Gòn đã giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca và Đồng Nai giảm 263 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 255.748 ca mắc COVID-19, đứng thứ 80 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu tính theo tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đứng thứ 172 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người là có 2.601 ca mắc COVID-19. Có 4 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới ở trong nước, đó là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Lai Châu. Trong đó, Bắc Cạn và Quảng Ninh đã qua 30 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Về điều trị, đã có 3.593 bệnh nhân được công bố là khỏi bệnh trong ngày 13 tháng 8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 92.738 ca. Hiện có 511 bệnh nhân nặng đang được điều trị chăm sóc tích cực ICU và 20 bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị ECMO, thiết bị hỗ trợ sự sống. Nhiều thành phố của Hoa Kỳ ban hành luật về bằng chứng tiêm chủng, COVID-19 tăng vọt ở Moscow và Tokyo. Ngày càng có nhiều nơi nhanh chóng trên khắp Hoa Kỳ yêu cầu mọi người xuất trình bằng chứng họ đã được tiêm chủng COVID-19 để giảng dạy tại trường học, làm việc tại bệnh viện, xem hòa nhạc hoặc ăn uống bên trong nhà hàng. Theo sau sự dẫn đầu của thành phố New York, New Orleans và San Francisco sẽ áp dụng các quy tắc như vậy tại nhiều doanh nghiệp bắt đầu từ tuần tới, trong khi Los Angeles đang xem xét ý tưởng này. Các biện pháp mới là một nỗ lực để ngăn chặn làn sóng gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 mà đã đẩy các bệnh viện đến mức quá tải và khiến các quan chức hàng đầu cảnh báo rằng họ sắp hết giường trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em ICU. Vào thứ Sáu thì hệ thống trường học Chicago, học khu lớn thứ ba của quốc gia với hơn 360.000 học sinh đã thông báo rằng họ sẽ yêu cầu tất cả giáo viên và nhân viên khác của mình phải được tiêm chủng đầy đủ vào giữa tháng 10, trừ khi họ đủ điều kiện để được miễn trừ y tế hoặc tôn giáo. Philadelphia thì đã ra quyết định rằng các nhân viên chăm sóc sức khỏe cùng với sinh viên đại học và nhân viên phải tiêm phòng trước giữa tháng 10. Thị trưởng New Orleans LaToya Cantrell gọi bằng chứng tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ các doanh nghiệp. Bà nói rằng bà sẽ không áp đặt giới hạn công suất hoặc dự định đóng cửa tương tự như sự kiện đã tàn phá các doanh nghiệp trong khu vực vào năm 2020. Các quan chức hy vọng yêu cầu này sẽ thúc đẩy số lượng đáng kể những người đi tiêm phòng. Điều mà giải thưởng tiền mặt và học bổng cũng đã không thể làm được. Những người chỉ trích nói rằng việc yêu cầu mọi người phải tiêm vaccine để vào một doanh nghiệp vi phạm quyền và quyền riêng tư của họ. Ít nhất 18 bang do các thống đốc hoặc cơ quan lập pháp của đảng Cộng Hòa đứng đầu nghiêm cấm việc tạo ra cái gọi là hộ chiếu vaccine hoặc cấm các cơ quan công quyền yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng. Một số trong số đó bao gồm Alabama, Florida, Iowa, Montana, North Dakota và Texas, cũng cấm hầu hết các doanh nghiệp từ chối dịch vụ cho những người không được tiêm chủng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thúc giục các thành phố áp dụng các yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng đối với các nhà hàng và các doanh nghiệp khác. Chính sách của thành phố New York áp dụng cho các nhà hàng, quán bar và các địa điểm như vậy sẽ có hiệu lực vào thứ Hai, nhưng việc kiểm tra và thực thi sẽ không bắt đầu cho đến ngày 13 tháng 9, tuần mà các trường học mở cửa trở lại. Khách hàng sẽ phải xuất trình bằng chứng họ đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Thành phố cũng yêu cầu tất cả công nhân thành phố, bao gồm cả giáo viên và nhân viên cảnh sát, phải tiêm phòng trước giữa tháng 9 hoặc phải kiểm tra hàng tuần. San Francisco đã đi xa hơn một bước so với New York, yêu cầu khách hàng quen tại các nhà hàng, quán bar, phòng tập thể dục và địa điểm giải trí trong nhà phải chứng minh họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Quy tắc sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cấp cho mọi người thẻ giấy khi họ đi tiêm. California nằm trong một số tiểu bang đã thiết lập hồ sơ trực tuyến với mã vạch barcode mà mọi người có thể sử dụng để chứng minh tình trạng của mình. Thị trưởng San Francisco cho biết một bức ảnh của thẻ do CDC cấp là đầy đủ. Tính đến thứ Sáu thì hơn 205,4 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên khắp thế giới. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins có trụ sở tại Hoa Kỳ, số người chết trên toàn cầu được báo cáo là hơn 4,3 triệu người. Ở châu Á thì Thế vận hội Tokyo đã kết thúc, nhưng các ca nhiễm vẫn tăng lên trong bối cảnh các cuộc gọi hạn chế tụ tập. Hôm thứ Sáu thì thủ đô Nhật Bản báo cáo 5.773 ca nhiễm mới, vượt qua kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, nhiều người phớt lờ yêu cầu của chính phủ để tránh đi du lịch và tụ tập tại các quán bar và nhà hàng. Ở châu Âu thì số ca tử vong ở Moscow đã tăng 60% trong tháng 7 so với cùng tháng một năm trước đó. Các quan chức y tế ở thủ đô của Nga cho biết khi nước này báo cáo một kỷ lục hàng ngày mới về số ca tử vong do COVID-19. Bộ Y tế Moscow cho biết vào hôm thứ Sáu rằng 17.237 người đã chết trong tháng trước, một con số bao gồm 6.583 ca tử vong liên quan đến coronavirus, tương ứng với tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 3,95%. Tại châu Phi thì Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Faha cho biết các nhà chức trách sẽ không khuyến nghị nới lỏng các biện pháp ngăn chặn từ cấp độ 3 hiện nay, bất chấp xu hướng tổng thể của các ca bệnh nhiễm trùng trong đợt thứ 3 đã giảm. Ông cho biết đất nước 60 triệu dân chỉ mới tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 4 triệu người khi làn sóng nhiễm trùng do các chủng biến thể Delta lây nhiễm ngày càng gia tăng khiến các bệnh viện và nhân viên y tế quá tải. Chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Thì 1 Canada bằng 0,7991 Mỹ Kim và bằng 0,6779 euro theo Bank of Canada. 1 Canada bằng 18.243 đồng Việt Nam theo sc.com vào tối hôm thứ Sáu. Giá dầu thô WTI là 68.44 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 70.59 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.779.34 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay ngày 13 tháng 8 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel, ngoài video tin tức được cập nhật hàng ngày, chúng tôi cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón xem. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Và bây giờ, xin kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca/bookvaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.